Chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình sinh học lớp 9. Nói tiếp với lại kiến thức chúng ta đã học ở quần thể sinh vật, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng ra cấu trúc quần thể sinh vật ở một nhóm sinh vật có đặc điểm cấu trúc đặc biệt hơn so với lại các nhóm sinh vật khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở bài 48. Nội dung của bài 48 chúng ta học sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác. Phần thứ hai đặc trưng về thành phần nhóm tuổi. Ở phần thứ hai này thì cô khuyến khích các bạn nên đi đọc thông tin trong sách giáo khoa nhiều hơn. Và phần cuối cùng chúng ta tìm hiểu đó là phần ba la mã, tăng dương số và phát triển xã hội. Ở phần một la mã, sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể các sinh vật khác, thì cô có một yêu cầu đó là các bạn hãy mở sách giáo khoa trang 143. Chúng ta có bảng 48.1, chúng ta sẽ cùng hoàn thành bảng 48.1 trong sách giáo khoa nhé. Ở bảng 48.1 là bảng giới thiệu cho chúng ta một vài đặc điểm và yêu cầu chúng ta hãy xác định xem là các đặc điểm được nêu ra có ở quần thể người và quần thể sinh vật hay không. Ví dụ chúng ta có đặc điểm thứ nhất về giới tính ở quần thể người có, đặc điểm giới tính và quần thể sinh vật cũng có. Thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện ở các đặc điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân. Sau khi mà chúng ta thực hiện các bảng 48.1 thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án thử xem là cái kết quả của chúng ta thực hiện ở bảng 48.1 như thế nào so với kết quả ở trong đây nhé. Có các bạn nào đã thực hiện đúng hết tất cả các đặc điểm chúng ta có trong bảng 48.1 hay không nào? Còn nếu như chúng ta chưa thực hiện đúng các đáp án có bên trong bảng 48.1 như ở trên đây thì chúng ta hãy nhanh chóng sửa lại các đáp án của mình nhé. Như chúng ta thấy được là các đặc điểm có quần thể người và quần thể sinh vật khác được nêu ra ở trong bảng 48.1 thì chúng ta thấy có các nhóm như là đặc điểm về lứa tuổi, giới tính, mật độ sinh sản và tử vong thì cả ở quần thể người và quần thể sinh vật đều có. Còn lại các đặc điểm về pháp luật, kinh tế, hôn nhân, văn hóa và giáo dục thì chỉ có ở đặc điểm của quần thể người thôi, còn quần thể sinh vật thì lại không. Chúng ta thấy là đặc điểm riêng cơ bản ở quần thể người đó là các hoạt động về pháp luật và hôn nhân, các hoạt động về giáo dục cũng như là có những đời sống văn hóa rất là phong phú, đa dạng. Đặc điểm về văn hóa, các đặc điểm về y tế và các đặc điểm về các hoạt động xã hội cơ bản. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận thấy được là ở quần thể người có các đặc trưng mà các quần thể sinh vật khác không có như pháp luật, hôn nhân, văn hóa và kinh tế. Đây là những đặc trưng riêng chỉ có ở quần thể người thôi. Như vậy thì chúng đó là vì sao có sự khác nhau đó, tức là ở đây người ta muốn hỏi đến là vì sao lại có sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác ở các đặc trưng mà chúng ta mới vừa tìm hiểu trong bảng 48.1. Tại sao con người và các quần thể sinh vật khác lại khác nhau ở các đặc trưng về pháp luật, hôn nhân, văn hóa và kinh tế? Như chúng ta cũng biết được là sau khi chúng ta làm bảng 48.1, chúng ta thấy được là ở quần thể người sẽ có những đặc điểm sinh học như quần thể các sinh vật khác. Chẳng hạn như hồi nãy chúng ta đề cập đến sự giống nhau. Đó là ở quần thể người và quần thể sinh vật đều có các đặc điểm về giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản và tử vong. Ngoài ra thì ở quần thể người còn có những đặc trưng mà được gọi là đặc trưng kinh tế xã hội mà quần thể sinh vật khác sẽ không có. Như là các đặc trưng về pháp luật, kinh tế, hôn nhân, văn hóa và giáo dục. Vậy thì chúng ta đã thấy được đó là sở dĩ có cái sự khác nhau này là do con người sẽ có hai hoạt động cơ bản, đó là con người có lao động và đồng thời con người có tư duy, nên khả năng của con người có khả năng điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời là cải tạo được thiên nhiên. Như vậy thì chúng ta thấy được là sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác là do con người sẽ có tư duy, có lao động, con người sống trong xã hội phát triển và con người có tính độc cộng đồng cao, tức là con người có thể điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể và cải tạo được điều kiện thiên nhiên đó. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu ra được sự khác nhau cơ bản giữa quần thể người và quần thể các sinh vật khác. Chúng ta sẽ tiếp tục sang phần 2 của chương trình của bài học hôm nay. Qua phần 2 la mã đó là đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người. Thông qua cái bài 47 chúng ta học ở hôm trước là quần thể sinh vật thì chúng ta biết là về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể sinh vật sẽ được chia làm 3 nhóm cơ bản, thì tương tự như vậy ở quần thể người cũng sẽ được chia làm 3 nhóm. Khác biệt ở chỗ là ở quần thể người người ta sẽ xác định cho chúng mình về cái tuổi cụ thể,
Như là ở quần thể người sẽ có 3 nhóm tuổi cơ bản, đó là nhóm tuổi trước sinh sản, đó là từ sơ sinh đến dưới 15 tuổi, nhóm tuổi sinh sản và lao động là từ 15 tuổi đến 64 tuổi, và nhóm tuổi hết khả năng lao động là từ 65 tuổi trở lên. Đây là ba cái dạng tháp tuổi thể hiện cho mình về cái cấu trúc dân số của ba quốc gia. Chúng ta có tháp A, đó là tháp dân số của Ấn Độ năm 1970, tháp B là tháp dân số của Việt Nam năm 1989, và tháp C là tháp dân số của Thụy Điển năm 1955. Dựa vào cái tháp dân số này, chúng ta có thể xác định được tỷ lệ nam nữ cũng như là chúng ta xác định được thành phần nhóm tuổi trong mỗi quốc gia. Khi mà chúng ta xác định được là cái thành phần nhóm tuổi nè, cái tỷ lệ nam nữ là tuổi thọ trung bình, thì ở đây chúng ta có thể xác định được một vài cái đặc điểm liên đới kèm theo, chẳng hạn như là dựa vào trên cái hình tháp này chúng ta có thể xác định được xu hướng phát triển của nguồn lao động trong tương lai của mỗi quốc gia là như thế nào đó. Thì ở đây cái phần này cô sẽ yêu cầu các bạn là hãy liên hệ sách giáo khoa trang 143 và 144 để chúng ta tìm hiểu thông tin nhé. Và đồng thời là ở trang 144 sách giáo khoa trang chúng ta có bảng 48.2, nó có một bảng là các biểu hiện ở ba dạng tháp tuổi, thì cô yêu cầu các bạn hãy hoàn thiện cái bảng này vào trong sách giáo khoa cho cô nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 3 La Mã của bài học ngày hôm nay, đó là tăng dân số và phát triển xã hội. Thì cô có câu hỏi cho các bạn, đó là các bạn hãy xác định giùm cho cô tăng dân số là gì và tăng dân số phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chúng ta có hình ảnh sau. Đây là hình ảnh mô tả cho chúng ta hiểu như thế nào là cái việc tăng dân số và sự tăng dân số phải phụ thuộc vào những cái yếu tố cơ bản nào sau đây. Nhưng chúng ta cũng đã biết là tăng dân số là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn so với số người tử vong. Thì chúng ta thấy là vậy thì yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến cái việc mà tăng dân số đó là mức sinh sản và mức tử vong. Thì mức độ sinh sản và mức độ tử vong sẽ cho chúng ta thấy được là cấu trúc của quần thể sẽ là lớn hay nhỏ, có nghĩa là số lượng cá thể trong quần thể đó sẽ là nhiều hay là ít. Tuy nhiên đó là trên thực tế sự tăng và giảm dân số nó sẽ còn chịu ảnh hưởng của một số cái yếu tố khác nữa, trong đó nổi bật nhất là yếu tố của sự di cư, hay người ta còn gọi là nhập cư và xuất cư. Thì chúng ta thấy là sự di cư là có một số cái cá thể chuyển từ nơi này sang nơi khác sinh sống, thì sẽ làm cho cái số lượng cá thể trong quần thể này tăng hoặc là giảm. Như vậy thì yếu tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể bao gồm có mức sinh sản và nhập cư, đồng thời có mức tử vong và xuất cư. Như vậy thì chúng ta sẽ xác định lại được cái kiến thức tăng dân số là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong, và cái yếu tố ảnh hưởng đến cái kích thước của quần thể đó là mức sinh sản, nhập cư và mức tử vong và xuất cư. Chúng ta biết đó là ngoài cái việc mà tăng dân số quá nhanh đã làm thay đổi cái số lượng các cá thể bên trong quần thể, thì nó sẽ còn làm gây ảnh hưởng đến một vài cái đặc điểm của cái quần thể đó. Và chúng ta có một bài tập nhỏ sau đây. Thì chúng ta sẽ chọn các cái đặc điểm mà chúng ta thấy là sau khi cái việc tăng dân số quá nhanh diễn ra sẽ làm cho cái quần thể có sự thay đổi. Và đương nhiên ở đây chúng ta đang đề cập đến những cái ảnh hưởng xấu có thể xuất hiện. Chúng ta có các cái ảnh hưởng như là A thiếu nơi ở, B thiếu lương thực, C thiếu trường học bệnh viện, D ô nhiễm môi trường, E chặt phá rừng, F chậm phát triển kinh tế, G tắc nghẽn giao thông và H là năng suất lao động tăng. Như vậy thì các bạn thấy được là quá trình tăng dân số quá nhanh, ngoài cái việc mà tạo ra những cái mặt tích cực như là tạo nên cái nguồn lực để phục vụ cho cái nền kinh tế, phục vụ cho cái nền sản xuất đó, nó được nhiều hơn, thì song song đó nó có thể dẫn đến những cái mặt ảnh hưởng tiêu cực và chúng ta có thể chọn ở bên trong đây được. Như vậy thì chúng ta thấy được là có những cái ảnh hưởng tiêu cực, và hầu hết là những cái ảnh hưởng này nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái đời sống hàng ngày của một cá thể trong quần thể, như là thiếu nơi ở, thiếu lương thực, thiếu trường học, bệnh viện. Thì đây là những cái tác động có thể làm cho cái cấu trúc quần thể của mình sẽ thay đổi và làm cho các cá thể trong quần thể sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Thì ở đây chúng ta có một cái bài tập nhỏ nữa là cô sẽ yêu cầu các bạn hãy vẽ các mũi tên để hoàn thiện cái sơ đồ sau đây để xác định được hậu quả của việc tăng dân số. Thì ở đây chúng ta có một cái sơ đồ vẽ cấu trúc để mà chúng ta xác định được coi trong cái đơn vị nhỏ thôi, đó là một hộ gia đình. Nếu như cái số lượng các cá thể trong một hộ gia đình tăng quá nhanh thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy sau đó, và những cái hệ lụy sau này nó sẽ kéo theo những cái hệ lụy tiếp đến nữa như thế nào, thì thông qua cái sơ đồ này chúng ta có thể xác định lại rõ hơn.
chúng ta xác định được hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh trong cái đơn vị là một cấu trúc hộ gia đình, thì chúng ta thấy là khi mà dân số tăng quá nhanh thì cái đầu tiên bị ảnh hưởng do cái quá trình tăng dân số diễn ra đó là tình trạng kinh tế của gia đình. Chúng ta song song với tình trạng kinh tế của gia đình thì chúng ta thấy được đó là cái việc mà tăng dân số quá nhanh để không có đảm bảo cái nguồn kinh tế đó thì cái tình trạng là nghèo đói sẽ xảy ra. Cái tình trạng nghèo đói xảy ra thì khi mà người ta không có đủ cái nhu cầu cơ bản là ăn mặc ở thì cái nhu cầu về đi lại học tập rồi của người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, giảm bớt. Song song đó thì chúng ta thấy được đó là ảnh hưởng về cái nền kinh tế thì và ảnh hưởng được cái hiểu biết thì những cái nhóm bệnh tật rồi nào cũng sẽ xuất hiện kèm theo. Cuối cùng chúng ta thấy được là do cái nền tiếp thu tri thức đồng thời là cái nhu cầu cơ bản như ăn mặc ở và cái ảnh hưởng của các bệnh tật thì sẽ kéo theo cái tình trạng đó là cái nền sản xuất của cái họ cấu trúc hộ gia đình đó sẽ kém hơn. Thì mình sẽ thấy được là đây là một cái sơ đồ đơn giản và nó hệ thống hóa lại cho các bạn thấy được là hậu quả của quá trình tăng dân số. Chúng ta thấy được là trong lịch sử phát triển của nhân loại, nhìn chung là số dân sẽ tăng lên không ngừng. Thời kỳ đầu thì bùng nổ dân số xảy ra khoảng 1 vạn năm trước công nguyên, thì khi con người của mình biết sử dụng lửa và có khả năng chế tạo công cụ lao động và vũ khí. Trong khoảng 2.000 năm thì dân số sẽ tăng từ 3 triệu đến 8 triệu người. Phát triển dân số quá nhanh sẽ là một trong những nguyên nhân quan trọng đe dọa sự mất ổn định của nền kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Như vậy thì mỗi quốc gia cần phải làm gì để hạn chế ảnh hưởng xấu của việc tăng dân số quá nhanh? Và Việt Nam của chúng ta đã có những cái biện pháp gì để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống? Chúng ta thấy là mỗi quốc gia chúng ta cần phải có sự phát triển dân số một cách hợp lý, đó là kìm hãm sự phát triển của tăng dân số tự nhiên, đồng thời là chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát lại cái quá trình tăng dân số do sự di cư, nhập cư hoặc là xuất cư, thực hiện các biện pháp dân số nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Và đặc biệt là số con sinh ra phải phù hợp với khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc của mỗi gia đình, hài hòa với phát triển kinh tế xã hội và tài nguyên môi trường của đất nước. Mỗi gia đình thì chỉ có từ 1 đến 2 con thôi. Một trong những hoạt động rõ ràng nhất chúng ta có thể thấy ở mỗi quốc gia trong cái việc mà hạn chế về tăng dân số và phát triển xã hội đó là đưa ra ban hành các luật. Ở đây được gọi là pháp lệnh dân số và nghị định hướng dẫn thi hành. Đây là một cái luật quy định về quy mô dân số, cơ cấu dân số, chất lượng phân bố dân số, lồng ghép dân số trong sự phát triển và biện pháp thực hiện công tác dân số và quản lý nhà nước về dân số. Ở trong đó có một cái đề mục được yêu cầu đó là phải tuyên truyền đến cho mọi người dân hiểu về pháp lệnh dân số. Ở đây chúng ta thấy là cái việc mà tuyên truyền đến cho mỗi người dân phải thông qua được những cái hoạt động nào mà làm cho người dân có thể dễ dàng tiếp cận nhất. Thì một trong những cái hoạt động đó chúng ta có thể nhận thấy được là ở đây chúng ta, khu vực xung quanh chúng ta ở có những cái banner biểu ngữ để mà tuyên truyền về cái pháp lệnh dân số của ủy ban. Chẳng hạn như chúng ta có cái hình ảnh về cái banner tuyên truyền ở đây và cái câu biểu ngữ đó là dừng lại ở 1 hoặc 2 con để nuôi và dạy con cho tốt, hoặc là mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 2 con. Thì đó là cái công tác tuyên truyền của mỗi quốc gia cũng như là những cái luật và những cái quy định của mỗi quốc gia về pháp lệnh dân số và cái sự ảnh hưởng của cái việc tăng dân số và phát triển xã hội nó như thế nào đối với đời sống của mỗi người dân. Như vậy thì chúng ta thấy được là cái sự tăng dân số và phát triển xã hội chúng ta sẽ làm rõ ba cái yếu tố chính. Một đó là cái việc tăng dân số sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ sinh, tỷ lệ tử và phụ thuộc vào sự nhập cư hoặc là di cư của mỗi cá nhân. Hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến như thế nào và ý nghĩa của việc mà phát triển dân số hợp lý thì chúng ta có thể xem nội dung thông tin sách giáo khoa trang 145 đề cập đến giùm cho cô ha. Chúng ta có nội dung tổng hợp kiến thức của bài 48 từ hồi nãy giờ chúng ta học, bắt đầu bằng một la mã sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể các sinh vật khác. Ở phần 2 la mã thì do cái nội dung của giảm tải của chương trình mới thì chúng ta sẽ xem cái nội dung thông tin này trong sách giáo khoa cho cô ha, ở trang 142 và 144. Ở một 3 la mã tăng dân số và sự phát triển xã hội thì chúng ta đề cập đến các hoạt động cụ thể mà có thể thực hiện cũng như là cái hoạt động nổi bật trong cái việc của mỗi quốc gia thực hiện cái pháp lệnh dân số và ý thức của mỗi người dân về cái pháp lệnh dân số như thế nào đó. Về hướng dẫn về nhà thì chúng ta sẽ ôn lại bài 48 là quần thể người chúng ta mới vừa học. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô bài 49 là quần xã sinh vật. Ở trong cái bài 49 nó sẽ có một vài cái lệnh trong sách giáo khoa mà chúng ta hãy thử trả lời nó trước dùm cho cô ha. Mọi thắc mắc về nội dung bài học thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ email sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn học tập thật tốt.